Ôi, xin chào các bạn, mình review các bạn là cái bộ ghế của nhà mục sư Xà, mục sư hàng hàng A Xà. Ui, quá tuyệt vời luôn đấy. Từ chơi từ cái kệ tivi này nó phải đẳng cấp này đấy. Cái này tất cả bằng gỗ hết đấy. Sao mà toàn gỗ rồi, từ những cái gốc cây ghép vào nhau, đục đẽo ghép vào nhau những cái gốc cây đấy. Thế anh em thấy cái ghế bằng này kinh khủng đúng không? Nó làm cái thân cây gỗ này xẻ ra đấy, và giữ lại những cái u biếu của nó. Những gốc cây này trăm năm, hơn trăm năm rồi đấy. Từ những cái trên kia có cả lấm khô, cái cây này là lấm khô, ở đây là cái thân gỗ của thân cây. Đấy. Đây là ghế này. Họ có, đây là những cái gốc cây mà tuy là nó chắp ghép thôi nhưng mà cái gốc cây này nó là đẳng cấp. Chào cô nhé, anh em vừa vào chụp ảnh hết rồi. Chụp ảnh cái bộ ghế này quá tuyệt, quá là đẹp đấy, dã man luôn. Tuy là ghép thôi nhưng mà những cái gốc cây này nó là thật, những gốc cây này nó là thật, nhưng cái thân này thì ghép vào để ngồi. Cái bàn này chủ yếu là họ giữ được những cái u này, những cái biếu này ghép này. Sao mà kia là hòn đá góc trái tim để cho nó đẹp không. Đấy, gầm bàn này đấy, nó cứ hầm hố thế này thôi. Hầm hố thực ra thì nó đúng là để hầm hố quá thì mình không thích đấy, nhưng mà nó có cái giá trị của nó là những cái gỗ này nó gỗ xưa lâu năm. Đấy, có những cây gỗ ở đây nó là 200 năm đến 300 năm, cây gỗ nó rất là khủng khiếp, nó chết đi các bạn, tự nó chết đấy, nó để lại cái